Rồi, Spartan xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình lên cho các bạn một con Ford 4600 hai cầu rin nha. Đây mình đi show vô chi tiết. Em mâm rin nha các bạn. Mâm 24 nha. Cầu này cầu này còn rin nha, chưa bung nha các bạn. Điện của 46. Động cơ thì thứ 7. Vỏ 16-9-30 vô tên này nha các bạn. Đây, xe này còn xài sới nha, chưa có đồng bộ nha. Quát phồng đầu kính đáo, không có rò rỉ gì nha các bạn. Cái nổ nha. Rồi, xe này mình con 46 này giá công khai cho các bạn luôn là 165 triệu nha các bạn. Đó. 4600 hai cầu rin 60 HP. Giá chỉ có 165 triệu. Máy móc hoạt động tốt, ben bơm đồ ok hết nha các bạn. Có phun đồ không rò rỉ nha. Các bạn có nhu cầu xem xe thì tại xuống Ngô Tân Châu Tây Ninh. Số điện thoại của mình là 0968 243 543 nha.